À, quý vị nhớ sự thiệt thòi lớn nhất khi chúng ta đến với cuộc đời này mà mình không biết niệm Phật nha quý vị. Nên dù mình ở cuộc đời này mình có thiệt thòi như thế nào cũng không có thiệt thòi bằng cái mà mình không biết niệm Phật. Vì dù mình có danh tiếng lẫy lừng, được nhiều người quý mến đi chăng, nhưng một ngày nào nó cũng là hư danh thôi. Giờ mình có đẹp cỡ nào đi chăng thì một ngày nào thì bản thân mình cũng già rồi, mọi người cũng sẽ thấy cái xác chết của mình, người ta cũng thấy sợ thôi. Đúng không? Nên cái mà mỗi ngày tinh tấn niệm Phật, siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi siêng năng niệm Phật, đây là cái việc quan trọng nhất. Phải nhắc mình hoài vậy đó. Tại người chúng ta mà buông ra cái mình giải đãi à. Nhớ buông ra cái giải đãi à. Giống như giờ mẹ cô Diệu Thắm, bây giờ bà lớn tuổi rồi, thấy không? Lây quay tới bản thân mình cũng lớn tuổi già vậy thôi. Thí dụ như mình nhìn những người già đi, họ cũng một thời trẻ như mình á, giờ họ già họ lụm cụm, thì bản thân mình tương lai mình cũng già lụm cụm như họ thôi. Nên cái hạnh phúc lớn nhất của mình là mỗi ngày mình đủ cái thiện duyên, tự nhiên mình thấy mình trân quý, mình niệm Phật, đây là cái thật nhất này. Vì nhớ là cũng là niệm Phật á, cũng là tập trung nhóm nhóm niệm Phật đó. Nhưng mà không khéo coi chừng mình bị cái bệnh là niệm Phật vui. Niệm Phật vui trong cái nhân sinh này thôi, chứ chưa phải thật sự cầu sanh cực lạc. Coi chừng mình bị cái bệnh đó đó, không phải giỡn đâu. Mình đi theo 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 mùa, mình đi đi niệm Phật mà mình cũng đi theo phong trào, quý vị hiểu không? Chứ cái tâm mà thật sự muốn sanh cực lạc là mình phải nhìn cái vô thường. Thấy hôm nay người ta chết, thấy hôm nay người ta già, thấy bữa nay người ta danh tiếng lẫy lừng mà tự nhiên mất sạch, thấy cũng những người được thương yêu mà bây giờ cuối cùng đã tránh xa mình, thấy những điều đó để thấy vô thường. Mà thấy vô thường thì bản thân mình mới cầu sanh cực lạc, tại mình muốn sanh về cái quốc độ cực lạc. Còn nếu không thì nó cũng tu duyên tu phước, nhóm nhóm đồ mình tổ chức niệm Phật rồi cho người ta tu đồ, thấy nó cũng tốt vậy lắm. Nhưng mà không khéo nó đi theo phong trào. Phong trào là mình thích chạy theo vui vậy thôi, nhưng mà về nhà không niệm Phật, hoặc là vui vậy thôi, chứ nó cái tâm cầu sanh cực lạc tha thiết nó không có. Mà cái tâm mà không muốn tha thiết cầu sanh cực lạc là nó không có cảm giác đối với niệm Phật, lạ vậy đó. Chứ niệm niệm vậy thôi chứ nó không có cảm giác với niệm Phật đâu. Còn nếu như mình thấy cái khổ trước mắt nó sắp đến với mình kìa, có những cái khổ nó sắp đến với mình, bản thân mình không hay. Vì biết rằng có những con người mình đang khỏe khỏe nhưng mà tự nhiên cái khổ nó ập đến một cái, tự nhiên mình bệnh đau tai biến ung thư thời kỳ cuối gì đủ chuyện xảy ra. Hoặc là gia đình đang hạnh phúc thì nó ập đến cái tự nhiên gia đình tan nát, chứ có những chuyện thật sự ngày mai bản thân mình không biết làm sao. Đừng nói ngày mai, một chút bản thân mình cũng không biết như thế nào, cái gì nó đến với mình trong cuộc đời này. Vì cõi vô thường quý vị à. Nên chúng ta trong cái cõi vô thường này giống như cái quả địa cầu nó nghiêng ngả, mà nó nghiêng cái thôi bản thân mình không biết là nằm ở vị trí nào. Mình như một hạt cát nằm dưới sa mạc. Nên có những người chúng ta thì phải suy nghĩ những việc kiên cố trong cuộc đời, suy nghĩ đủ chuyện chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái vô thường nó đến, cái tất cả việc nó đều vỡ nát hết. Mà cái quan trọng cầu sanh cực lạc mà gầy dựng thì có khi bỏ qua. Có khi chúng ta mỗi ngày niệm Phật gì nè, mình thấy mình còn khỏe gì mình nghĩ rằng chưa đâu, cứ niệm đi từ từ. Nhưng mà có khi nó bất tử đến với mình, ủa mình bất chợt mình trở tay không kịp. Nên chư tổ sư hay hòa thượng Tịnh Không thì nói rằng là bản thân mỗi lúc niệm Phật là mỗi lúc đang nghĩ mình sắp chết rồi để cầu sanh cực lạc. Cái tâm này nó quan trọng nghĩa lắm. Thí dụ như gì mình nói những điều này đi, nếu mà những người mà chưa có tâm quyết cầu sanh cực lạc nó chán ngấy, thấy nó không vô được. Nhưng mà nếu mình thật sự muốn sanh cực lạc, đây là sự nhắc nhở rất quan trọng. Nhắc nhở rất quan trọng. Thì biết rằng là bao nhiêu cái chương trình niệm Phật, không khéo bản thân mình đi vào cái gì?
phong trào. Và trong cái chương trình niệm Phật đó, nó hình thành ra danh lợi nằm bên trong. Nó có một cái vị trí danh tiếng nằm bên trong để chạy theo. Đó. Có khi cũng dẫn dắt người ta niệm Phật, mình làm trưởng đoàn được. Nhưng mà mình bị cái danh làm trưởng đoàn nằm trong đó. Cái này là những đức nhắc nhở chứ không phải nói quý vị nghe. Hết sức là cẩn thận á, không có giỡn đâu. Rồi tự nhiên mình thấy mình bây giờ làm trưởng đoàn quyết định hết. Tự nhiên mình thành cái sự quyết định nè. Dù là thí dụ như bây giờ mỗi người chút tiền bạc ta gom ta đưa cho mình, nhưng mà tự nhiên vô tay mình là mình quyết định, giống như mình là ship vậy. Không cần hỏi ai, tự nhiên lâu ngày nó hình thành một cái ngã của tâm mình. Hết sức cẩn thận như chỗ này á. Mà khi nó hình thành rồi mà lúc mà nó bị người ta giật giành là mình phải giành giật lại. Có nghĩa là bản thân mình sẽ bị, nó phải đi giành giật lại cái tâm cầu sanh cực lạc mất. Mà cái thiệt thòi lớn nhất là cái bỏ cái tâm cầu sanh cực lạc. Quý vị thấy rõ ràng rồi đó. Bản thân mình mà trong sự cố sự trở ngại mà mình đứng lên, mình sẽ có tâm giải thoát mạnh. Vì mình nhìn ra vô thường. Còn nếu không bình thì nó cứ như lục bình trôi sông, không biết trôi về đâu. Cái này nhiều lắm nghe, đừng có nói là không tu, tu luôn đó. Tu mà chúng ta cũng lề rề như lục bình trôi sông luôn á. Nên những đức nói rằng là trong cái thời cuộc này, con người không hiểu rồi là không có bao giờ nhào vô kiếm tiền làm việc gì lớn quá trong thời cuộc này. Mà thời cuộc này là thời cuộc niệm Phật an tâm trước là khôn. Thời cuộc này mà lôi ra làm lớn cái gì là chết đấy, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Từ khi mình có phước, có phước thì nó đến với mình thôi à. Nên giữ cái tâm niệm Phật, có được một cái sự bình an, đó là hạnh phúc đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng ta. Nên có chút đỉnh tiền để dành xài, sống lay ray thôi. Thời cuộc này thấy lôi ra làm gì mà lớn lớn là nguy hiểm à. Tại vì người ta ai người ta cũng khó khăn quá. Mình mở ra cái gì buôn bán gì mà mắc tiền, người ta đâu có tiền đâu đi ăn. Nên cái đơn giản đồ này kia gì mà còn có thể có được cuộc sống. Nên những đức nói rằng là mình á, cái tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc mà nếu mà không thiếu nợ là thấy cũng khỏe lắm à. Thực sự có khi bây giờ làm lớn thì nợ lớn, mà làm nhỏ thì nợ nhỏ. Nó như vậy, nó phải lo hoài vậy đó. Nên mình có được cái niệm Phật là hay dữ lắm mà quý vị ơi. Mỗi ngày chúng ta tu xong, chúng ta nhắc nhở mình, con người mình buông ra giải đãi đó. Buông ra giải đãi không gì ở đâu. Nó. Mình trong cuộc đời mình nhìn đi, có nhiều người cũng là xã hội người ta tiến tâm lắm gì ở đâu. Nhưng mà đến khi già hoặc là không còn làm cái công việc đó nữa, thì tự nhiên bạn bè mà từng đến với mình ì đó không thiếu chứ. Có khi mình bệnh đau cái, có khi người ta nghe mình bệnh đau, có những người nghe quý vị, họ không biết tu mà họ nghe mình bệnh đau, họ không dám đến thăm mình, sợ lây bệnh. Không giỡn đâu. Có một cái chú này, ông nói hồi đó ông nghe về đức giảng, ông không có tin đâu. Sau này ông bị bệnh ung thư, vợ của ông mới điện cho anh ông. Điện cho anh ông báo tin là em của ông bị bệnh ung thư. Xong cái bà vợ của anh ổng nói, cái chuyện gì không báo đâu, chuyện ung thư bệnh hoạn cái báo liền. Rồi bạn bè đồng nghiệp rồi tự nhiên mất tiêu chứ, không thấy đến thăm lên. Ông nằm hiu hắt, ông buồn vô cùng. Thì lúc đó ông mới cảm nhận đến ngày xưa khi ông nghe mình, ông nói tào lao. Thấy không? Quý vị biết trong cuộc đời này không có một cái chuyện gì mà nó có thể không xảy ra. Nó đều có thể xảy ra hết. Những việc mà bản thân chúng ta không ngờ và không nghĩ nó cũng có thể xảy ra. Nên mình mà đương thời, mình đang còn tiến tâm, mình đang còn có tiền, là con người người ta đến với mình tung hô mình ghê lắm. Trong cái cuộc đời này không phải ai cũng vậy, nhưng mà mình gặp phải đó. Nên bản thân mình mỗi ngày mà cầu sanh cực lạc, thì dù mình lỡ có bệnh đau hay ung thư gì gần chết gì, mình chỉ cầu Phật đến rước mình là, chứ mình không có cầu ai đến thăm mình. Khi đến thăm mình còn làm phiền mình thêm. Thật sự cái lúc đó là mình muốn Phật A Đà đến rước mình về cực lạc. Còn cái người mà không có tâm cầu sanh cực lạc, mình sẽ chờ người ta đến thăm mình, chờ người ta đến hỏi han mình. Vì có người ta đến thăm thì mình cảm thấy ấm áp, mà người ta về hết mình buồn. Nếu cái tâm mà cầu sanh cực lạc mà nó kém, hoặc là tu mà chưa có tâm giải thoát, là bản thân mình khi bệnh đau mình mong ta đến thăm lắm. Quý vị để ý đi, có nhiều người bệnh mong ta đến thăm lắm.
Mà khi người ta đến thăm rồi xong cái hỏi con cái mấy đứa con hả, con mấy chú đâu hết rồi con, dạ mấy chú gì hết rồi, ủa sao mới đến về hết rồi ta, đúng không? Mình muốn người ta ở lại chơi với mình lắm, vì bản thân người bệnh họ thường bị cô đơn quý vị. Còn nếu mà mình có tâm quyết cầu sanh cực lạc là con người mình nó tự nhiên mình vui với câu Phật hiệu, mà vui với câu Phật hiệu là nó giải thoát những cái thứ đó, nó vui với câu Phật hiệu thì nó giải thoát những cái thứ mà chằng cảnh bên ngoài. Còn nếu mà nó không vui với câu Phật hiệu là nó mong lôi chằng cảnh bên ngoài đến với mình chờ đợi chằng cảnh bên ngoài nó đến với mình mới cảm thấy ấm áp cõi lòng. Nó rồi bằng đêm hôm thì mình mong người ta ngồi chơi với mình đi, vì mình sợ cô đơn, mình sợ tử thần đến dẫn dắt mình đi, nên bản thân mình sợ. Đó, cái cô đơn của người không biết niệm Phật gây dựng cái tâm cầu sanh cực lạc khi mà cận tử nghiệp hay bệnh đau là rất sợ về đêm. Có khi những đêm phi hiu hắt người ta ngủ hết trơn, bản thân mình ngồi một mình đơn côi buồn bã. Nếu không có một cái pháp niệm Phật cầu sanh cực lạc gây dựng từ bây giờ thì khổ đau biết bao biết chừng nào quý vị. Mà chết mà cái sự sợ hãi, mà chết đi đỏ lạc. Những cái điều quý vị nghe này quan trọng lắm này. Nó giúp cho quý vị tính tâm niệm Phật và siêng niệm Phật thêm. Những đức nói cho quý vị nghe. Và từ niệm không ngày nói rồi, khi mình cặn tới nghiệp mình gần chết, tất cả người xung quanh đứng bu xung quanh mình, người thân nào là người giúp mình, giỏi lắm là khóc la kêu gào thôi trong lúc cặn tới nghiệp thôi. Nhưng ai là người giúp mình? Nhưng bản thân mình lại thấy rất là nhiều cảnh giới đến với mình. Còn những người bu xung quanh mình chỉ thấy họ là những người gì thôi không à. Tại vì lúc đó là nó chiêu cảm cảnh giới quý vị à, nó chiêu cảm cảnh giới của vô hình, những cảnh giới quan gia đầy hết trơn á. Còn người thân mình đứng đi khóc la kêu gào, mình nhìn thấy cái gì á đó, lúc đó kêu mình niệm Phật mình không nghe. Tại thường ngày đâu có quân tập. Giống như mình muốn á thi đậu thì bản thân mình phải siêng năng học chứ, thì tới ngày thi bản thân mình mới có thể làm đề thi tốt. Còn nếu như bản thân mình mỗi ngày giải đãi bê tha, tới lúc mà nước đến chân là tới lúc thi rồi, giật mình xanh mặt xanh mày, thấy không? Không có cái gì mà yên tâm bằng cái mà bản thân mình phải gây dựng. Thí dụ như bây giờ mình học không thuộc bài mình vô thi, có khi mình cũng đi tìm cách này cách kia, mình cũng lo chết mồ mình, biết ta có giúp mình không? Nó không chắc ăn. Nên nó chắc ăn là thôi mỗi ngày siêng phước đi, đừng có giải đãi, siêng năng niệm Phật. Niệm niệm nghĩ cái vô thường, tự nhiên cái người tinh tấn à. Nó thật sự nghĩ vô thường là người nó tinh tấn liền quý vị à. Nên đa phần là niệm ấm chăn im, nhà cao cửa rộng, sống bình an sang giàu, cái tâm giải thoát bị hạ xuống. Phải nhìn vô thường, phải nghĩ vô thường. Tuy nó vui trong vô thường nhưng mà nó biết cái này là vô thường, chứ nó không phải là thành tiêu cực đâu, đừng có sợ. Nên những điều mà mình học tập này nó quan trọng dữ lắm. Nó làm cho bị rơ rụng cái tâm buồn giảm xuống, cái tâm buồn trách hờn giận nó buông xuống. Tại vì mình nghe gì mình nghĩ nó vô thường nên mình buông nó xuống quý vị à. Bây giờ mình đang buồn giận ai là mình buông xuống liền á, đang giận trách ai là buông xuống liền á. Không buông thì bản thân mình nó bị chằng cảnh buộc ràng. Mình buông xuống mình thấy nhẹ nhàng đó. Nên nó có nhiều người nói ủa con vừa buồn giận ai cái tự nhiên nghe nói một cái là tự nhiên nó nhẹ lòng. Nó tại vì nó nằm trong cái này là phần nhiều ai cũng bị. Mỗi ngày chúng ta chỉ biết từng sát na, mới vui đó buồn đó à. Có khi hai vợ chồng vừa cười đó, một chút bước ra ngoài ăn cơm cửa lột, ăn cơm cửa lột. Có khi vô cái buổi cơm ăn gấp cái đũa đâu ăn không ngon, bà này nấu ăn gì kỳ cục vậy. Xong bà cũng bực bội lắm, bên đây kỳ cục chứ ông tự nấu đi. Vậy nếu mà cũng có chuyện xảy ra, mày mới cười nãy á, con người cũng như con nít vậy đấy vị, tuy lớn cũng như con nít vậy. Dù là thấy nó trưởng thành, nó lớn, nó cao xa gì ở đâu, nhưng mà cái khi bước về một tình cảm thương yêu một gia đình, nó trở thành như đứa nít. Quý vị thấy trong tình thương mình giống đứa nít không? Tình thương nha, mình thấy giống như đứa nít vậy đó. Đó, rồi giận hờn vu vơ trong tình thương nữa. Khi vợ chồng đang nói chuyện vui vẻ gì mà kể cái chuyện ngày xưa, bà có bạn, ông có bạn, tự nhiên cũng giận nữa, cũng trách hờn, tào lao vậy đó. Nên cái chuyện mà kể chuyện xưa cẩn thận. Ví dụ như bây giờ bà, tôi nghĩ bà xưa có bồ không? Bà kể cơ khơ, có chừng bực bội nó quýnh khơ khơ vô mặt một cách là chết. Bà hỏi ông hồi xưa có bồ, cho bồ tôi đẹp lắm, đẹp không bà? Có chuyện xảy ra. Đừng có nói chuyện đùa mà nói chuyện cái đó, có chuyện có chuyện á. Con người nó ích kỷ vì nó không có thể nào chia tình cảm được. Nói thì nói vậy đó, tu giải thoát giải thoát, nhưng mà nó giải thoát trong cái lúc nghe, chút bước ra ngoài nó không giải thoát nữa. Ghê không? Bởi vì tại sao thế giới cực lạc mà thị hiện
giờ giờ thuyết pháp. Cái thức pháp là nó lại giúp cho mình cảnh tỉnh, cảnh tỉnh dữ lắm, cảnh tỉnh vô thường, phát đến tâm giải thoát. Còn bỏ liêu bỏ đại là con người nó giải đãi, bỏ liêu bỏ đại là nó giải đãi chứ gì biết. Nên quý vị biết rằng một cái tổ chức tu hành mà nếu nó không có sự nhắc nhở nung đúc, nó giải đãi, nó từ từ nó sống cho qua ngày luôn vậy đó. Rồi trong cái tổ chức lâu ngày nó dù là tu hành nhưng mà nó trở thành danh lợi. Mỗi người tự phải kiếm tiền, tự lo cho cuộc sống. Lâu ngày nó thành một sự đấu đá giành kiếm cuộc sống, không phải đơn giản đâu. Rồi bản thân mình bừng tỉnh ra các trời ơi, bao nhiêu năm nay tu hành, cuối cùng bây giờ mà trở ngại khổ đau gì, thấy không? Hết sức là cẩn thận. Nó nên hết sức là cẩn thận. Nên như tôi nói, bớt tối đa tránh nơi ồn ào, tránh nơi thị phi. Biết khéo mà tránh đi. Thật sự. Biết gây dựng cái tâm giải thoát đi. Vì cơn vô thường sẽ đến bất tử. Như nãy như tôi nói, quả đi cầu mà giống nó nghiêng ngã. Bản thân mình như một hạt cát nằm trong sa mạc, nó nghiêng cái sinh mệnh của người mình đi về đâu. Khi đang ngủ một đêm gì, không biết cái gì của đêm đó nó xảy ra với mình. Nên từ đó cái vô thường đến không ai mà có thể lường trước được đâu. Nên giờ giờ khắc khắc phải nghĩ đến cái chuyện Phật rước mình về cực lạc. Nên Bồ Tát Tịnh Không thì nói rằng trước khi ngủ phải niệm Phật. Nghĩ rằng đêm nay Phật đến rước con theo Phật. Đêm nay Phật rước con theo Phật. Cứ nghĩ gì hoài, biết đâu đêm nay Phật đến rước thiệt. Và có khi bản thân mình nó khi bất chợt nó bị giống như tai biến vậy. Mình đang đi cái từ nghiêng cái từ té. Không phải đơn giản đâu quý vị. Bao nhiêu con người đang khỏe mà quý vị thấy nhiều người bị tai biến không? Nên những người bị tai biến nghe câu đoạn này ngồi suy nghĩ này, phải chấp nhận. Có nhiều người bị tai biến, ta hỏi tại sao kỳ á? Ta hỏi sao kỳ á? Hôm qua mới khỏe mà sao kỳ á? Đi kêu bác sĩ khám cho con, sao tôi kỳ, tôi không chịu đâu. Không chấp nhận điều này đâu. Bác sĩ khám làm đủ cách giãn tai biến, giãn tay quẹt, ăn cơm ta đút, tắm ta lau mình cho. Tự nhiên thấy mình như kẻ vô dụng, rồi sanh phiền não. Phiền não tại vì bản thân mình bây giờ như kẻ vô dụng. Có khi tự nhiên căm tức bản thân mình muốn giết bản thân mình đi. Tại sao mình trở thành kẻ vô dụng như vậy? Nên những người bệnh đau tai biến đừng có tâm nghĩ này, nghe không? Phải chấp nhận. Vì cái thân này như một bộ máy, nó muốn hư là nó hư à. Như chiếc xe mình đang chạy ngon lành nhưng mà nó muốn hư là nó hư. Vì những bộ phận trong chiếc xe nó hư, bản thân mình không biết. Mà nó không phải nó mới hư đây, mà nó đã có một cái triệu chứng hư rồi. Bản thân mình cũng vậy. Mình đã có triệu chứng hư rồi, nhưng mà mình đang sử dụng được giờ này, nhưng mà một chút là nó tác động hư. Như chiếc xe cũng vậy, y rang luôn. Nên bạn bị ung thư, bạn bị bệnh này bệnh kia, bạn phải chấp nhận. Cái chấp nhận của bạn là bạn phải niệm Phật á. Bạn phải chấp nhận. Và bạn nghĩ rằng mọi tất cả bạn bè đến và đi, nhưng chỉ có Phật A Di Đà là mãi mãi trong tâm bạn. Đó là sự hạnh phúc nhất, bình an nhất của bạn. Dù tiền bạc bạc dắt, lúc đó nhà cao cửa rộng, bạn vẫn cô đơn. Bạn ở trong căn biệt thự thiệt đẹp, nhưng lúc đó bạn rất là cô đơn. Vì bạn thấy rằng bạn rất trống vắng khi xung quanh bạn không có ai là người thật sự bạn bè gần gũi với bạn đâu. Vì họ sẽ đi làm, họ sẽ lo công chuyện, bạn sẽ trở thành kẻ cô đơn mà một mình. Nhưng nếu như bạn niệm Phật, bạn sẽ ấm áp lắm. Bạn ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, bạn niệm, bạn chờ Phật đến rước thôi. Tự nhiên bạn thấy mọi người đến thăm bạn là nói này nói kia, mình còn nói câu được anh chị được, em cảm ơn nghe. Em cảm ơn anh chị cứ làm việc đi. Tự nhiên mình mà muốn niệm Phật cầu sanh cực lạc là người ta đến thăm mà nói rền rà, mình kêu người ta nghỉ đi. Nghỉ ngơi đi nghe. Để em niệm Phật nghe. Còn cái người mà không có tâm giảng sanh cầu sanh cực lạc, mình đến thăm họ kêu mình ngồi chơi đi nghe. Đừng có gì nghe, ngồi chơi đi. Là những con người bị cô đơn vằn vặt và có mình thì cảm thấy ấm áp cõi lòng. Nhưng mà người ta sẽ xa mình thôi. Người ta đâu có ở bên mình hoài đâu. Vợ có chăm lâu thì chút cũng đi ngủ, nhưng mà mình chết trong cái lúc bà đi ngủ á. Mình chết trong cái lúc bà đi ngủ á. Cái người thân mình họ thăm mình không chết, nhưng mà mình chết khi họ đi đâu mất tiêu á. Quỷ vô thường đi rước mình, nó cũng biết giờ dắt đi rước mình. Giờ bản thân mình tuổi hổ bù khổ nhất, đến rước mình đi. Chiêu cảm cảnh giới. Nó lúc đó mình sợ hãi lắm, vì tâm mình cảm với cái tâm của quỷ vô thường. Nên từ nơi đó mà bản thân chúng ta ở trong cảnh giới đó mình biết. Và cảm với cảnh giới vô thường là gì? Buồn giận hận trách, rầu rĩ lo âu. Đó, vì vô thường là buồn khổ mà. Quỷ vô thường là cái sự đau khổ. Quý vị có nghe ai nói quỷ vô thường mà đẹp trai không? Không có đâu. Nghe nói ai nói quỷ vô thường mà đẹp trai? Quỷ vô thường, tiếng kêu quỷ vô thường, tiếng réo của quỷ vô thường là đáng sợ nhất.
thấy không, kêu réo. Thì vì nghe cái có ai nghe nó nói mà quỷ ma mà hát hay không, không có đâu. Cái sự rên rỉ quỷ ma là một cái tiếng đau khổ, quý vị hiểu không? Ma quỷ là đau khổ cùng cực. Nó ngày lương bỏ đến ngày dịch là sự khổ đau cùng cực, nó gọi là ma quỷ. Nên đó là vô thường, quỷ vô thường là sự buồn khổ. Nên mình buồn khổ hẳn chắc thì cái cảm với cảnh giới đó đến tìm mình. Nên cái người niệm Phật là mình phải có sự an lạc khi khỏe hay bệnh đau, đầy đủ hay mất mát, hạnh phúc hay bị bỏ rơi. Trong mọi hoàn cảnh phải có sự an lạc. Mà sự an lạc đó là sự an lạc của nội tâm giải thoát. Nên cái giải thoát là hiểu vô thường. Giải thoát là hiểu được vô thường. Thoát là thoát ra được sự khổ đau. Nếu như mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình có được cái tâm này đúng là tuyệt vời lắm. Quý vị biết những đức quanh năm, những đức bây giờ, thí dụ như bây giờ ở trong nhà những đức đâu có buồn đâu. Là tại vì những đức niệm Phật hoài sao buồn được. Nếu mà buồn sao những đức chia sẻ những điều này cho quý vị nghe. Nó không có đủ năng lượng để nói. Nó không đủ cái sự cảm xúc để mà mình biểu đạt ra cái lời nói để cho quý vị nghe được thu hút, không được. Vì buồn không thể nào giả đâu quý vị ơi. Vì có buồn nhưng vì cười sự cái nụ cười quý vị nó bị gượng gạo để cười. Nó đâu có phát tâm cười đâu. Nếu như cái tâm không cầu sanh cực lạc, cái sự biểu đạt nó bị, nó sẽ bị nó làm sao á. Ví dụ như cái người mà người ta dù có cắt ghép văn tự của tổ sư người ta nói, nhưng mà sự biểu đạt người ta không thu hút được, vì người ta đâu phải thật sự phát tâm cầu sanh cực lạc đâu. Đó, nên cái tâm cầu sanh cực lạc này là mình nè, phải khoát ra. Niệm Phật làm sao cảm được cái tâm, cảm thấy bổ nguyện, có khi muốn rơi nước mắt vì thấy Đức Phật Tự A Di Đà quá từ bi, Ngài không có bỏ rơi mình. Thấy Phật A Di Đà quá từ bi, có khi mình đang tu mình giải đãi, mình nhìn lên Phật một cái, tự nhiên người mình tinh tấn lên liền. Nên cái chuyện tượng Phật trước mặt là quan trọng. Tại vì mình đang giải đãi, mình đang buồn ngủ, mình nhìn lên Phật, thấy Phật từ bi, tội nghiệp Phật đứng suốt, đưa tay chờ đợi đi rước mình. Nhìn được cái tâm đó, tự nhiên người mình dũng mãnh tinh tấn lên, không dám giải đãi. Nên đừng có giải đãi, thiệt thòi nhất là giải đãi, thiệt thòi nhất là không biết niệm Phật. Không có làm việc lớn nào bằng niệm Phật đâu. Không có việc thiện lớn nào bằng niệm Phật. Không có nói cái gì bằng niệm Phật cả. Nhưng chúng ta nói điều này để mà phát động tư tưởng niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, cố gắng. Chúng ta quyết chí đời này phải về thế giới cực lạc quý vị. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.